Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 10, các quan chức cấp cao của Anh và Mỹ đều tuyên bố đang xem xét về một vùng đệm dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, thì chiến dịch không kích IS của Liên quân do Mỹ đứng đầu đã có thêm những bước chuyển biến khi có sự tham gia lần đầu tiên của Australia. Trong một phát biểu mới nhất, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông John Kirby cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị thiết lập vùng đệm dọc biên giới nước này với Syria nhằm bảo vệ biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, Washington sẽ cân nhắc vấn đề này với Ankara. Quan điểm này nhận được sự đồng tình của Anh khi người đồng cấp của Anh, ông Philip Hammond tuyên bố việc thiết lập vùng đệm nói trên rất đáng để xem xét. Trong khi đó, lần đầu tiên Australia đã tham gia chiến dịch không kích tổ chức khủng bố IS với liên quân do Mỹ đứng đầu. Những chiếc chiến đấu cơ của lực lượng không quân Hoàng gia Australia FA-18F Super Hornet đã ném bom vào một số cơ sở của IS ở Iraq. Các chiến đấu cơ đã rời khỏi khu vực chiến đấu an toàn và trở về căn cứ. Tháng trước, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã ra lệnh điều động 600 binh lính tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho việc gia nhập liên minh chiến đấu chống lại IS. Tổ chức khủng bố hiện nay vẫn đang nắm quyền kiểm soát ở một số nơi ở Iraq và Syria.